Xin chào Thiếu tướng. Thưa ông, tối ngày 13 tháng 4, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có vào Israel. Vậy theo ông, dư luận quốc tế có bất ngờ về cuộc tấn công này hay không ạ? Về vấn đề này thì chúng ta phải lưu ý thế này. Ngày 1 tháng 4, tức là trước đây đúng 2 tuần, Israel đã tấn công vào cái lãnh sự quán của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Damascus, Syria. Cái hành động của Israel đã giết hại 3 tướng lĩnh, trong đấy có một cái tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Cộng hòa ở nước ngoài. Cái hành động của Israel ngày 1 tháng 4 là vi phạm luật pháp quốc tế mà bị dư luận thế giới lên án. Và song song với đấy thì cộng đồng quốc tế cũng lo lắng là chính quyền Iran sẽ có một cái phản ứng gay gắt đối với hành động vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Cộng hòa Iran. Và lãnh tụ tinh thần Ali Khomeini cũng tuyên bố rằng là Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả. Cái cuộc tấn công của Iran vào Israel vào sáng nay là với quy mô rất lớn, hàng trăm cái máy bay không người lái và tên lửa hành trình, thì tôi cho đây là cũng tạo ra cái bất ngờ đối với cộng đồng quốc tế. Tất nhiên Israel thì họ không bất ngờ, họ đã chuẩn bị, nhưng mà tôi nghĩ là ở mức độ nhất định nào đấy thì chính quyền Tel Aviv cũng chưa lường hết được cái quy mô này. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Iran vào Israel kể từ năm 1979 bây giờ. Và chúng ta nên nhớ là Israel và Cộng hòa nhà Iran coi nhau là kẻ tử thù không đội trời chung. Đến ngày hôm nay thì Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng không công nhận sự tồn tại của nhà nước Israel cơ mà. Và cái phản ứng vừa rồi tôi cho rằng là cũng tạo ra một cái bất ngờ nhất định đối với cộng đồng quốc tế. Quy mô đánh trực diện vào, có thể nói như vậy. Theo ông, tại sao sau khi tấn công vào lãnh thổ Israel, chính quyền Iran lại ngay lập tức tuyên bố kết thúc cuộc tấn công trả đũa? Có lẽ thế này này. Lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đã hứa, đã tuyên bố với gần 100 triệu người Iran là Iran sẽ trả đũa và Israel cho thấy phải chịu hậu quả. Cái lãnh tụ tinh thần mà được hứa như vậy thì danh dự quan trọng lắm, cho nên họ phải làm thôi. Chứ cái tấn công vỗ mặt trực diện dùng hàng trăm ngày máy bay không người lại và tên lửa hành trình tấn công trực diện vào lãnh thổ Israel là một cuộc quy mô lớn. Nó thể hiện rằng để cho người dân Iran hiểu rằng chính quyền Tehran là không hèn nhát, chứng tỏ cho thế giới biết rằng là Iran đã nói là Iran có đủ sức mạnh để trả đũa ra đây Israel. Nhưng mà cái tuyên bố rằng chúng tôi đã hoàn thành cái trả đũa này cũng có nghĩa gián tiếp nói rằng là Iran không muốn mở rộng xung đột quân sự chiến tranh với Israel. Đánh một trận thì trả đũa chẳng hết, thế thôi. Cho nên ở đây ngầm hai ý. Ý thứ nhất là để giữ cái danh dự uy tín của chính quyền Tehran đối với người dân trong nước, và giữ uy tín danh dự của Iran đối với cộng đồng quốc tế. Đánh một trận và họ nói rằng là chúng tôi kết thúc cái trả đũa là xong. Cũng ngầm cho nói với thế giới rằng là Iran không muốn mở rộng cuộc chiến tranh với Israel. Cái hành động ngày hôm nay để đáp trả lại hành động một lần thôi, chấm hết. Đấy. Nhưng đồng thời, chính quyền Iran cũng nói rằng là nếu như Israel mà đáp trả, thì chúng tôi sẵn sàng dùng mọi nguồn lực có thể, sức mạnh quân sự Iran không phải đùa, đáp trả một cách tương xứng. Trên cái việc sau khi tấn công trực diện vào Israel, mà chính quyền Iran tuyên bố ngay rằng là chúng tôi hoàn thành cái trả đũa, thì nếu như mà Israel dừng lại thì chúng tôi không làm gì nữa. Và đồng thời cùng báo giờ cũng có một lời cảnh báo sau cùng là nếu Israel mà phản ứng mạnh mẽ thì chúng tôi cũng sẵn sàng đủ sức để trả đũa, để chứng tỏ với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế rằng là chính quyền Tehran này là không hèn nhát, mà chúng tôi đã hứa là làm thôi, và chúng tôi cũng không mong muốn có chiến tranh với Israel. Ý đồ là như vậy, nhưng mà sẵn sàng trả đũa nếu Israel mà trả đũa mạnh mẽ. Thì tôi cho đây là cái vấn đề mà cái thông điệp của chính quyền Iran.
Sau khi Iran tấn công Israel vào tối ngày 13 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngay lập tức triệu tập kỳ họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia. Vậy theo ông, vì sao chính quyền của ông Joe Biden lại tuyên bố sẽ sát cánh bảo vệ Israel ạ? Chúng ta nên nhớ, cái hành động Israel tấn công vào lãnh sự quán của Iran tại Damascus, Syria, Mỹ không lên tiếng phản đối một cách rõ ràng, có thể nói như vậy. Tôi tin rằng Mỹ không đứng sau cái hành động này, không khuyến khích hành động của Israel ngày 1/4, nhưng mà họ không có lên tiếng phản đối một cách gay gắt như các nước khác. Cái điều thứ hai là chính quyền Mỹ tuyên bố ngay tức khắc là sẵn sàng sát cánh bảo vệ Israel. Lý do là thế này: Israel có vai trò cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là có tính chất quyết định để bảo vệ cái vai trò và lợi ích của mình ở Trung Đông. Ở Trung Đông Mỹ có rất nhiều đồng minh như Ả Rập Xê Út, như Jordani, rồi rất nhiều các nước vùng vịnh Ả Rập đều là đồng minh của Mỹ cả. Nhưng thật ra mà nói, Israel có vai trò đặc biệt quan trọng. Israel có, cho dù dân số chỉ 10 triệu thôi ạ, thì diện tích của Israel chỉ bằng một tỉnh Nghệ An thôi. Thế nhưng mà Israel có nền công nghiệp khoa học cực kỳ hiện đại, so sánh với các nước G7 phát triển. Israel có một nền công nghiệp quốc phòng lớn mạnh hàng đầu ở Trung Đông. Chính từ năm 1948 bây giờ, Mỹ đã xây dựng cái mối quan hệ bạn bè đồng minh thân cận nhất với Israel và dùng Israel như một công cụ để bảo vệ vai trò và lợi ích của Mỹ tại vùng chiến lược Trung Đông này. Nếu Israel thất bại thì Mỹ sẽ mất sạch ở Trung Đông, có thể nói thẳng như vậy đấy ạ. Cho nên chết sống kiểu gì chính quyền Joe Biden cũng phải bảo vệ Israel thôi. Bảo vệ Israel về thực chất là bảo vệ vai trò của Mỹ Trung Đông, thực chất là bảo vệ lợi của Mỹ Trung Đông, chứ cũng không phải do là chính quyền Joe Biden là yếu mến quý trọng những người Israel, người Do Thái đâu ạ. Bảo vệ Israel tức là bảo vệ vai trò của Mỹ ở Trung Đông đứng lung lay trong khi vai trò của Trung Quốc và Nga tăng lên. Trong cuộc xung đột Israel và Iran, theo ông, các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc có vai trò như thế nào? Liệu họ có muốn Iran và Israel lao vào cuộc chiến hay không ạ? Về vấn đề này, phải nói thế này. Trước hết, trong mối quan hệ Israel và Iran, thì cái vai trò số 1 là vai trò của Mỹ, có thể nói như vậy. Vai trò thứ 2 là của Nga, thứ 3 là Trung Quốc, tạm thiệt như vậy. Ta đi vào từng nước một. Chính quyền Joe Biden của Mỹ hiện nay đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong nước, chia rẽ chính trị, vấn đề kinh tế chưa có cái phát triển chắc chắn nào cả. Chỉ còn 6 tháng là bầu cử, mà còn quá nhiều ẩn số. Nhưng rõ ràng là vấn đề trong nước đối với Joe Biden rất bất ổn. Vì thế chính quyền Joe Biden hoàn toàn, tôi tin là hoàn toàn không muốn có một cuộc chiến tranh lớn trực diện giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với Israel. Cái cuộc chiến giữa Israel Hamas hiện nay đang làm cho chính quyền Joe Biden quá mệt mỏi, quá khó khăn rồi, đặt ra thách thức lớn. Chính về Mỹ thì cho dù ủng hộ Israel, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chính quyền Joe Biden hoàn toàn không muốn có một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Israel và Iran. Đối với Trung Quốc là bạn bè, là có thể nói là cái đối tác kinh tế lớn nhất của Iran. Thế nếu như mà lao một Iran và lao một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel thì chắc chắn lợi của Trung Quốc cũng bị tác động. Nhưng tôi tin rằng Trung Quốc cũng không muốn có một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Israel với Iran, vì chuyện đã xảy ra chắc chắn ảnh hưởng trực tiếp đến cái vai trò vị thế lợi kinh tế của Trung Quốc ở Trung Đông. Đối với Nga, Iran là bạn bè,
có thể nói là dưới đồng minh tên bạn bè của Nga. Và nếu như mà Iran lao vào cuộc đối đầu trực diện với Israel, cái phần thắng thuộc với Iran rất khó, rất thấp. Mà có thể nói, dưới áp lực và hợp tác của Mỹ, thì nguy cơ Iran sẽ bị nghiền nát, thậm chí chứng minh hành dân sẽ bị xóa sổ. Nhưng tôi tin rằng Nga cũng không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Iran với Israel. Phân tích theo quan điểm tiếp cận từ lợi ích, từ vai trò vị thế của ba cường quốc này ở Trung Đông, thì chốt lại tôi nghĩ là cả ba cường quốc này hoàn toàn họ không muốn xảy ra cuộc chiến tranh tổng lực giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Israel, có thể nói như vậy. Chứ còn nếu như cái mối quan hệ thù địch giữa Iran và Israel á, tồn tại, thì tôi tin là có lời cho cả cường quốc. Họ không trục lời. Hai cái cường quốc này mà mâu thuẫn đối đầu với nhau là không có lời cho cả cường quốc ngoài khu vực. Nhưng mà nếu như mà lá một cuộc chiến tranh thì đoàn bất lời được họ. Chúng ta mới thấy hai cái mặt khác nhau đây ạ. Thưa ông có thể dự báo diễn biến thời gian tới liệu có xảy ra chiến tranh tổng lực giữa Iran và Israel hay không? Về vấn đề này, theo quan điểm của tôi, tất cả phụ thuộc vào hành động trả đũa của Israel sắp tới. Chính quyền Israel Netanyahu dẫn đầu cũng đã họp nội các, có đầy đủ những thành phần diều hâu trong chính quyền Netanyahu và cũng ra tuyên bố đáp trả. Tất nhiên cái mức độ đáp trả thì còn chúng ta chưa biết mức độ. Ở đây, nếu như sắp tới đây mà Israel kiềm chế một cái đáp trả ở một cái mức độ nào đấy, ví dụ như có thể tấn công một cái lãnh sự quán quân sự của Iran tại một nước nào đó khác, kiểu như vừa rồi hoặc nhỏ hơn một tí, để làm cách đáp trả, thì có khả năng sự đáp trả của Iran cũng ở mức độ tương ứng thôi. Nhưng nếu Israel tấn công vào trung tâm hạt nhân của Iran, thì tôi tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sức mạnh toàn bộ lực lượng kinh tế, chính trị, quân sự của mình để gieo bão lửa vào Israel. Khi mà cái hệ thống nghiên cứu sản xuất hạt nhân của Iran mà bị tấn công, bị phá hủy, thì tôi tin chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo nó sẽ quyết sức mạnh tổng lực, cả nguồn lực con người, cả vũ khí, cả kinh tế để ao ạt tấn công phủ đầu Israel. Và như vậy thì cái điều này không được lợi cho ai cả. Mỹ hoàn toàn bất lợi, Trung Quốc bất lợi, Nga bất lợi, tất cả các nước Ả Rập ở Trung Đông bất lợi. Chứ tôi nghĩ rằng là có lẽ sớm hay muộn các cường quốc trong khu vực cũng phải hợp tác với nhau để kiềm chế cả Iran và Israel, để cả Israel và nó không lao một cuộc chiến tổng lực với nhau. Cái khả năng này tôi cho là nhiều hơn. Tôi tin rằng nếu như cuộc chiến tranh tổng lực giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran với Israel, thì cái con đường vào nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Joe Biden là cực kỳ khó khăn. Người Mỹ thì quay lưng lại với Tổng thống Joe Biden. Và vì thế tôi tin rằng chính quyền Joe Biden sẽ bằng mọi cách tác động ngăn cản Israel không lao vào cuộc chiến tranh tổng lực với Iran. Cái khả năng này tôi cho là có nhiều hơn, có thể nói như vậy. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương về những bình luận trong cuộc trao đổi vừa rồi.